trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse đã minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Trong giờ kính lòng thương xót Chúa hôm nay, xin mọi người hợp ý với một gia đình xin tạ ơn Chúa vì đã được như ý. Và xin cùng với một gia đình xin cầu nguyện cho bệnh nhân được gặp thầy, gặp thuốc và được ơn chữa lành. Kính mời cộng đoàn mở sách hát trang 28. Qua thánh thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi, một tình yêu cao sâu nhiệm màu, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu trên mọi tình yêu. Con đã thấy quyền năng của Chúa biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân, Chúa yêu thương luôn đồ trì, tình Ngài muôn đời khôn vi, đời con đâu xứng lãnh nhận. Qua thánh thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi, một tình yêu cao sâu nhiệm màu, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu trên mọi tình yêu. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp mình tờ lệ Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn thân xác của từng người chúng con, tâm tư ước nguyện của chúng con. Xin dâng lên Chúa thế giới của chúng con, đang đầy những bất ổn, chiến tranh, hận thù và chia rẽ. Xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em xa gần, đang hiệp ý với chúng con giây phút này. Xin lòng thương xót của Chúa chúc phúc chở che cho tất cả chúng con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui,
trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta bảo các ngươi rằng, các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Vậy ý của Cha Đấng đã sai ta là hễ sự gì Người đã ban cho ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả thật ý của Cha ta là hễ người nào thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời. Khi gặp thiên tai hay đau khổ, người ta dễ kêu trách Thiên Chúa. Làm như thế, Thiên Chúa chỉ mong gây đau khổ và chết chóc cho loài người. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, Chúa Cha không hề muốn bất cứ ai phải hư mất. Ngài muốn mọi người sống lại trong ngày sau hết, để sống muôn đời. Cùng đích của cuộc đời là sống đời đời với Cha trên trời. Người Kitô hữu cần phải ý thức nghĩa, cần phải ý thức ý nghĩa và cùng đích của đời sống hiện tại. Cần điều chỉnh lối nhìn của mình, xem lại bậc thang giá trị về cuộc sống để sống theo sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn lối nhìn, cách suy nghĩ của chúng con. Xin giúp chúng con xác tín rằng Chúa luôn làm điều tốt đẹp nhất cho gia đình chúng con. Đến con một yêu dấu mà Chúa còn sẵn sàng tặng ban, thì có điều gì Chúa không làm cho gia đình chúng con? Nếu điều đó thật sự cần thiết đối với chúng con, xin Chúa củng cố niềm tin nhỏ bé của chúng con. Lạy Cha, Con ở trên trời, Con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Xuân lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời, ngự bên hiểu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần,
Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mặt lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mặt lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều,
con vẫn tin thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương từ xưa tới nay. Chưa từng nghe có người nào tin thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn. Chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng thà đàn trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin tham. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoan man nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria đất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khinh sùng kinh lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 74. Ngày thứ tư, cầu cho những người ly giáo và lạc giáo. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót là chính sự lân ai. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ăn sang của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng lân mẫn Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ai Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quan đại xót thương của Chúa. Lạy cha hằng hữu, xin cha nghe mắt nhìn đến linh hồn các người lạc giáo và ly giáo, từng làm tổn thương phung lành cha ban, làm dùng các ân huệ của cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của con tri thánh cha và cuộc khổ nan cay đắng của người, vì họ người đã gánh chịu đau khổ
Bởi vì trái tim vô cùng từ bi của người vẫn bao bọc lấy họ, nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về, để họ cũng được tung hô lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây đạo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sức hồ lưu ma vây vùng không làm chi ân rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thường, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chôn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông xuống. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc bảo hộ Thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân linh được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đời hiện tên vô cùng cao quý, nào chúng ta phục mãi tôn thờ, và dâu tên ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đời. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phước quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu khúc tan dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và mau Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ. Chúa là chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 36. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như màn
đàn con sông vỗ về năm tháng đời con. Tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa thắm dịu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ơi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng êm trôi. Yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàn xem tay màn đứng Chúa trời sáng lam vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.